Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Store Thiết Bị. Và Store Thiết Bị ngày hôm nay sẽ giới thiệu với anh em hai cái dòng body của thương hiệu Ojito nữa, là một là cái máy bắn đinh dùng pin của thương hiệu Ojito, và một cái nữa là đèn làm việc dùng pin của thương hiệu Ojito luôn. Thì hai sản phẩm này là đều là hai sản phẩm phân phối chính hãng tại Việt Nam và được bảo hành chính hãng 1 năm nha anh em. Thì thương hiệu Ojito này là một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng với anh em, nếu như mà anh em nào mà dùng hàng mà nội địa thì anh em cũng đã biết qua thương hiệu Ojito này rồi. Thì ngày hôm nay thì thời gian gần đây á, thì có một cái nhà phân phối ở Việt Nam họ nhập về chính hãng luôn và bảo hành chính hãng cho anh em tại đây luôn đó. Thì một cái đó cũng là một cái rất là hay, rất là vui cho anh em. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em trước là một cái súng bắn đinh dùng pin của thương hiệu Ojito, với cái mã của nó là BXS GS-5021. Thì sản phẩm này được bảo hành chính hãng 1 năm nha anh em. Trên hộp thì nó ghi 5 năm vậy thôi, nhưng mà nó bảo hành tại Việt Nam thì chỉ có 1 năm, còn bảo hành ở bên châu Âu thì nó sẽ bảo hành 5 năm. Đó là những thông tin mà bất kỳ cái video nào mà làm về Ojito mình cũng giới thiệu với anh em. Thì ở trên thân hộp thì anh em thấy là có những cái thông tin. Máy Ojito này sử dụng pin 18V và cái dòng của nó là có một cái hệ sinh thái riêng của dòng pin 18V nha anh em. Thì anh em nào mà đã có pin Ojito rồi thì anh em có thể sử dụng được nhiều dòng máy của Ojito. Còn pin của nó có thể sử dụng được chung với lại những cái dòng khác không thì mình cũng chưa thử nữa. Thì tốt nhất thì của máy body của máy nào thì mình sử dụng pin của máy đó. Có thể giá nó sẽ cao một tí nhưng mà về chất lượng này tất cả hãng nó cũng đã làm cho mình rồi. Rồi ok, máy này là máy sử dụng có chở than nha anh em, và máy bắn đinh. Nếu như mà anh em nào cần đọc thêm tất cả thông tin của cái máy Ojito này á, thì anh em có thể mở cái điện thoại lên và vô camera anh em chỉ vô cái mã QR code này thì nó sẽ hiện ra tất cả các thông tin của anh em mà anh em muốn. Rồi, sản phẩm này sản phẩm chính hãng của Úc và được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Nó cũng sẽ giống như những cái thương hiệu lớn khác như là Makita, Boss gì thôi, thì nó cũng sẽ sản xuất tại Trung Quốc. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem. Thì bên trong hộp thì nó sẽ tặng cho mình một cái hộp này, hình như là hộp đinh anh em, hộp đinh. Còn đinh gì thì tí nữa mình sẽ mở ra cho anh em xem. Ở đây thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái catalog để giới thiệu tất cả các dòng máy của thương hiệu Ojito. Thì Ojito thì Store Thiết Bị cũng đang cập nhật rất là nhiều dòng máy. Anh em thấy nè, cell pin của Ojito nè anh em, nó làm trong này là 2, 4, 6, 8, 10 cell cho cục pin 4A, 10 cell cho cục pin 4A nha anh em. Đó, anh em thấy. Và mình thấy là pin sạc của thương hiệu Ojito này giá cũng khá là cứng, và cũng kèm theo đó thì body thì giá nó lại mềm hơn. Thì bù qua sớt lại thì nếu như mà anh em sử dụng á, thì anh em đã có pin rồi á, thì anh em mua body giá nó cũng rất là hợp lý cho anh em để anh em sử dụng hệ sinh thái của nó. Đây là những cái máy pin của thương hiệu Ojito. Thì hiện tại cái nhà phân phối ở Việt Nam nó chưa có nhập về đầy đủ tất cả các mã đâu. Thì có mã nào thì mình sẽ cố gắng nhập về để mình có thể review cho anh em xem, và cũng như là để anh em lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp cho anh em. Rồi ok, cái này mình sẽ bỏ qua một bên ha. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Ở trên tờ sách hướng dẫn sử dụng này nó cũng có ghi cho anh em nè, sử dụng là dòng pin là pin 18V và có thể bắn tối đa là 20 lần trên 1 phút. Sử dụng đinh chuẩn là T20 hoặc là GT21. Cái độ dài của đinh sẽ là từ 8 cho đến 14mm nha anh em. Đó, đây là những cái đinh chuẩn nè. Trọng lượng của cái máy là 1,49kg. 1,49kg thì tương đối cũng rất là nhẹ, nếu như mà anh em gắn cục pin mà nhỏ của nó vô thì nặng thì cũng tầm khoảng gần 2kg thôi. Anh em làm việc rất là dễ dàng. Rồi ok, thì cái phần này thì tí nữa mình cũng sẽ giới thiệu lại cho anh em để xem trong này nó ghi cái gì ha. Rồi đây là cái thân máy. Anh em xem, về cái dòng máy bắn đinh mà dùng pin á, hiện tại trên thị trường rất là ít hãng nào mà làm máy bắn đinh dùng pin anh em. Ví dụ như là Makita nó có nè, nhưng mà giá body của nó cũng rất là cao. Nếu như mà anh em mua một cái body của cái máy
bé bắn đinh dùng pin của Makita thì nó cũng tầm khoảng chênh lệch dao động đâu tầm khoảng cỡ 4 đến 5 triệu. Thì dòng của Ojito này á, thì mức giá của nó nếu như mà với cái mức giá nó thì anh em có thể mua được pin sạc cũng như là cái body luôn. Và hiện tại trên thị trường cũng rất ít hãng nó làm cái máy bắn đinh dùng pin này. Đó, anh em thấy nguyên cái body tặng cho anh em cái này đinh, đinh thì mình lấy ra cho anh em xem luôn. Ở đây thì nó tặng cho anh em bốn loại đinh. Bốn loại đinh từ nhỏ tới lớn. Thì này đinh thông dụng thôi, thì anh em nào mà có sử dụng hết thì anh em có thể mua thêm ở ngoài. Cái này rất là thích hợp cho anh em nào mà làm nệm hoặc là làm về yên xe, bọc yên á anh em. Thì cái này mình không cần phải sử dụng bình hơi kéo dây rất là rườm rà. Thì cái này mình xài pin thôi. Mình cứ kéo đâu thì mình có thể di chuyển tới đó rất là tiện dụng. Đây đây ở thân máy. Anh em thấy nè, thương hiệu Ojito. Và sử dụng pin là pin xe, nguyên một cái hệ sinh thái của nó luôn. Đây là cái phần mà đầu để bắn đinh. Anh em thấy trên đây nó sẽ ghi các thông số cho anh em là sử dụng đinh nè. Sử dụng đinh từ 8 cho đến 14mm so với đinh T50. Cũng là 8 cho đến 14mm luôn so do với đinh GT21. Đó. Đây nguyên cái thân. Anh em sẽ để đinh ở ngay phần này. Kéo chỗ này ra thì nhét đinh vô là anh em có thể sử dụng được. Đó, anh em nhét đinh ngay chỗ này. Gắn xong thì anh em cứ bật vào là ok. Ngay phần này thì anh em sẽ chỉnh lực ở trên đây nha anh em. Ví dụ như đinh lớn thì anh em chỉnh dấu cộng ở trên đây, anh em dặn qua đây, cái này mình dặn mát rồi. Thì nếu như mà anh em sử dụng đinh nhỏ, dùng lực yếu hơn một tí thì anh em dặn xoay về. Nó cũng rất là tiện lợi cho anh em sử dụng được nhiều loại đinh luôn. Đây là cái thông số của máy thì mình sẽ để lên cho anh em xem. Đó, sử dụng pin là pin 18V này nó hơi mờ nha anh em nên thông cảm xem mình ha. Sử dụng pin 18V, lực của nó là 20 trên 1 phút. Impact cái này là cái lực nè. Và sử dụng đinh là từ 8 cho đến 14mm, đinh T50 hoặc là đinh GT21 gì cũng được. Đó, sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Và mình thấy cái thương hiệu Ojito này làm cái mẫu này rất là đẹp. Cũng như là bây giờ mình sẽ gắn thử pin để mình thử thôi. Chứ không phải là mình gắn đinh vô. Tại vì bây giờ mình sao thiết bị mới vừa dời qua một cái chi nhánh mới. Thì nên những cái vật liệu để có thể thử máy thì mình chưa chuẩn bị sẵn ở đây. Thì cái này anh em thông cảm cho mình. Rồi, ở đây thì mình có một cục pin. Cục pin 1.5A của Ojito luôn. Thì về thương hiệu Ojito, anh em thấy tất cả sản phẩm của Ojito hàng chính hãng được phân phối tại Việt Nam đều có một cái tem chống hàng giả này. Ojito nó làm rất là kỹ về cái vấn đề chống hàng giả này luôn anh em. Đó, gắn pin vô cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà có một điều mình cần lưu ý với anh em là khi mà anh em sử dụng gắn vô á, thì ở đây nó sẽ có một cái chốt an toàn nè. Cái phần này nè sẽ là chốt an toàn. Nếu như mà anh em để phần này nó chưa có sát xuống mà anh em bấm thì nó sẽ không hoạt động. Đây, nó sẽ không hoạt động. Không hoạt động nha anh em. Còn nếu như mà anh em nào mà đã sử dụng qua những cái dòng này thì anh em cũng biết rồi, cái này là chốt an toàn. Nếu như mà anh em gài xuống, nó xuống hết cái khóa chốt an toàn anh em bấm, nó mới có thể nhảy được cái đinh ra nha anh em. Thì cái này là một trong những cái mà rất là hay, rất là an toàn của thương hiệu Ojito mà làm ra cái máy bắn đinh này. Thì cái máy này anh em có thể bắn được bê tông nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không dày lắm đâu, tại vì cái này mình cũng chưa thử qua nha anh em. Thì anh em nào mà có mua về trải nghiệm thì anh em có thể comment ở bên dưới để mình có thể chia sẻ với những anh em khác luôn. Thì giá của con body của máy siết máy bắn đinh này là 2.530.000 nha anh em. 2.530.000 riêng body chưa bao gồm pin sạc. Thì anh em nào mà muốn mua thêm pin sạc nữa thì anh em có thể liên hệ với sao thiết bị luôn. Giá của pin sạc thì mình cũng đã nói rồi, pin sạc của thương hiệu Ojito này giá của nó cũng khá là cao. Về một cục sạc nhanh của nó sẽ là 900.000. Nếu như mà anh em mua cục sạc nhanh không á sẽ là 900.000 mà có thể sạc được cục pin 1.5Ah này trong vòng 30 phút và sạc đầy cục 4Ah trong vòng 70 phút. Cục pin 4Ah của nó sẽ là 1.800.000. Cũng kèm theo đó là cục pin 3A. Cục pin 3A của nó để mình xem là giá là 1.320.000.
đó, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì nếu như anh em nào mà muốn mua kèm theo thì anh em có thể liên hệ với bên Soi Thiết Bị, thì giá pin sạc nó sẽ hơi cao nhưng mà giá body nó rất là rẻ. Nếu như mà anh em mua một cái con body của mấy bán đinh dùng pin khác á, thì giá của nó cũng khá cao rồi. Riêng về cái con của thương hiệu Ojito này thì giá nó chỉ có 2.530.000 thôi anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ cái máy này qua một bên. Đó, anh em thấy máy của thương hiệu Ojito này nó làm lúc nào nó thiết kế là cũng rất là đẹp. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sách hướng dẫn sử dụng của cái máy này luôn. Tại vì thường thì mình không có giới thiệu về cái này, nhưng mà về cái máy bắn đinh dùng pin này á, thì là một trong những cái sản phẩm mà anh em tìm kiếm rất là nhiều, nên mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em những cái phần cơ bản mà sách hướng dẫn sử dụng này nó sẽ gửi tới anh em. Thì cái này là ghi bằng tiếng Anh nha anh em. Về số 1 ở đây nó ký hiệu này là nút chỉnh lực, ở đây là cái cò là số 2. Phần số 3 là anh em sẽ gắn pin ở chỗ này. Phần số 4 là anh em sẽ mở cái này ra để bỏ đinh vô nè. Phần số 5 là cái phần cố định để cho anh em bắn đinh. Phần số 6 cái này sẽ là một cái khóa. Cái khóa này sẽ là khóa an toàn nha anh em. Nó sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp ráp pin luôn. Thì cái này quá đơn giản rồi, anh em nào cũng có thể sử dụng được. Còn đây là những cái thông số về cái đinh phù hợp với cái máy. Đó, anh em thấy đinh T50 từ 8-14mm. Nó ký hiệu rất là rõ ràng nha anh em. GT21 thì từ cũng 8-14mm luôn. Nó ghi bên này sẽ là cái phần này sẽ là cái phần để cho anh em gắn đinh vào. Anh em gắn đinh vào này, hướng dẫn sử dụng để anh em gắn đinh. Đây là hướng dẫn sử dụng để anh em chỉnh lực. Và nó có lưu ý cho anh em luôn, anh em phải gạt cái phải đè cái cần mà khóa chốt an toàn xuống thì anh em mới có thể sử dụng được cái máy này nha anh em. Đó, thì tất cả những gì mà trong cái máy này nó có ghi thì mình cũng đã nói trên video vừa rồi rồi. Đó, sản phẩm này là sản phẩm chính hãng của thương hiệu Ojito và được bảo hành chính hãng 1 năm tại Việt Nam. Sẽ tặng kèm cho anh em theo một cái hộp 4 cái loại đinh luôn để cho anh em bắn. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em chung một cái video này luôn. Tại vì cái này nếu mà mình làm riêng một cái video riêng thì nó thực sự nó rất là ngắn. Thì nên mình cũng sẽ có cơ hội để mình làm chung với lại cái máy bắn đinh ghim của Ojito này luôn. Thì cái đây là một cái đèn làm việc mà anh em có thể gật gù lên gật gù xuống. Thì mình sẽ để một cái tấm ảnh ở phía bên này để cho anh em xem. Hôm trước là khi mà mình dời cái địa chỉ cửa hàng qua thì mình có lắp ráp một cái kệ. Thì khi đó là cũng cúp điện, thì mình cũng có lấy cái máy này ra mình test thử. Và sau đó mà mình cảm thấy cái hiệu năng của nó rất là tốt. Thì bây giờ mình cũng sẽ giới thiệu với anh em luôn. Đây là một cái máy đèn làm việc dùng pin của thương hiệu Ojito, cũng là sử dụng động cơ có giỏ than luôn nha anh em. Đó, đèn làm việc nó rất là nhỏ gọn. Cái này nằm tầm khoảng cỡ 200g rồi. Cái này body nha anh em, chưa bao gồm pin sạc. Thì cái này nếu như mà anh em nào mà có pin sạc hoặc là anh em đóng pin anh em có thể sử dụng được. Đây là cũng là sản phẩm mà pin cũng là sản phẩm bảo hành 1 năm chính hãng luôn nha anh em. Đó, thì cái này mình sẽ lấy ra cho anh em xem. Ở đây cũng là có một cái sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành luôn. Thì cái này cũng rất là đơn giản. Để cái này cũng không có gì để phải nói nhiều, tại vì cái hộp nó đóng gói nó hơi nhỏ nên có thể nó hơi nhầu một tí nha anh em. Rồi, cái đèn đơn giản nó chỉ có như vậy thôi. Và thông số của cái đèn, đây mình sẽ giới thiệu với anh em thông số cái đèn. Mã của cái đèn này là BXWLS-800. Thì đèn làm việc mà sử dụng pin 18V. Và cái độ sáng tối đa của nó sẽ là 270 lumen. Đó, rất là sáng nha anh em. Bây giờ mình gắn pin vô mình mở thử cho anh em luôn. Tất cả dòng pin này mình đều sử dụng chung được hết. Đó, anh em thấy đèn này là đèn 3 bóng nha anh em. Mình có thể treo cũng được nè, có thể gật lên gật xuống, tùy anh em này có thể làm việc được. Và nó không có chế độ chỉnh đèn nha anh em, chỉ có mở lên và tắt thôi. Đó, đây là hai sản phẩm mới vừa về Soi Thiết Bị của thương hiệu Ojito mà hôm nay Soi Thiết Bị muốn giới thiệu với anh em. Thì giá của cái đèn này thì mình sẽ giới thiệu lại cho anh em để coi cái giá của nó. Giá của nó sẽ là 605.000 cho cái body chưa bao gồm pin sạc.
Thì anh em nào mà có thắc mắc gì đó, anh em có thể liên hệ với Sao Thiết Bị qua số hotline là 0786766818, hoặc là ghé trực tiếp Sao Thiết Bị luôn để xem qua cái sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm ở địa chỉ là 262-1-15 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Anh em nào ở xa có thể thắc mắc thì anh em cứ comment ở bên dưới, mình sẽ liên hệ với anh em. Và anh em nào muốn liên hệ đặt hàng, anh em cứ lên trang web storethietbi.com hoặc storethietbi.vn để có thể đặt hàng một cách nhanh nhất. Mình cũng sẽ cố gắng để gửi cho anh em một cách sớm nhất để anh em có để mà sử dụng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và nhớ hãy like và share cái kênh của StoreThietbi để nhận thêm những cái ưu đãi cũng như là chương trình khuyến mãi và review tất cả các sản phẩm mới từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo.